Thôi, hello, chào anh em á. Em giao lưu với anh em một con mài lưỡi bào siêu khủng á. Con này là cái thanh trượt của nó dài tới dài tới 70 cm anh em ha. Mài lưỡi bào được 70 ha. Đó, cử zin theo máy luôn ha. Cái cử này không cử cử 5 ký có, nó bằng gan hết ha. Con này là full gan ha, máy rất là nặng anh em ha. Lát em cân này, em chụp hình cho anh em xem, chắc cỡ 40 kg. Đây mài lưỡi bào Hitachi ha, UA130 ha. Con này là điện 100V hàng nội địa Nhật ha, công suất là 365W ha. Dòng tua của nó là bên đá mài khô này nè là 3600 vòng ha, bên mài nước này là 1800 vòng. Đá mài khô này là đá 150 anh em ha, còn đá mài nước này là 100 ha. Đá chén 100 ha, 100 nhân 50 12 ly 7 đó. Con này á, mà nếu mà ở đây nó có cái khóa tử này ha, em mở khóa này qua anh em có thể xây nè. Nếu anh em mày khô thì anh em để về ha, anh em để chặn vô. Đó, dặn vô sát vô trong đá này để nó mài ha. Đó, còn neo đá mà mài nước thì neo dặn ra một tí. Dặn ra một tí tí ha. Để vậy. Để nó ngang luôn mới được. Đó. Nó ngang vậy đó, khóa này lại ha. Đó. Rồi. Em test máy cho anh xem ha. Con này nó xài chung ha, một cái cử này nó xài chung đá mài nước mài khô luôn ha. Nó có thể chỉnh ra vô. Nghiêng xoay này, cái thằng này nghiêng được chứ hả? Quên nữa. Mở cái khóa này ra nha anh em, cái cử này chỉnh nghiêng được ha. Mở khóa này ra. Đó, mở khóa này ra. Nên xoay này là nó nghiêng ha. Đó. Chỉnh nghiêng độ nghiêng của cái cử này nè nha anh em, chỉnh bằng ốc này ha. Đó. Chỉnh xong rồi anh em khóa này lại ha. Này chỉnh ra vô, chỉnh nghiêng. Cái tử này có thể chỉnh độ xéo này được ha. Đó là anh em mài được. Đét máy cho anh em ha. Con này zin 100% hết em ha. Dây nguồn của nó được được 5m ha. Dây nguồn Hitachi zin theo máy luôn ha. Đá này nó hơi mẻ một tí chỗ này nha anh em, nhưng không sao ha. Nó cũng còn nguyên làm ha, chỉ mẻ chút xíu chỗ đó thôi. Thường thì những con đá mà có bên đá nước này nó sẽ có nhông ha, nhông bên đây để cho cục đá nước nó chậm lại, nhưng mà con này nó không xài nhông ha, nó xài giống như cái Amaya vậy anh em. Nó giống như Amaya vậy cho nên là nó không, anh em yên tâm là sợ nó hư nhông hay kêu nhông gì ha, cái này nó không xài nhông cho nên nó không hư được. Không xài nhông mà con này xài rất là hay ha, nó xài hai cái con nó cọ lại với nhau chứ nó không xài nhông ha. Cho nên là nó sẽ bền ha. Rồi, con này em giao lưu với anh em giá là 6 triệu ha. Rồi, chào anh em.